biết đây là ai rồi. Bây giờ vâng, xin chào đón Seventeen. Vâng, xe thứ hai cũng đang mở cửa và các thành viên của Seventeen đang xuống ạ. Chúng ta có fan ai cũng đưa tay lên chụp hình. Seventeen is hard to imagine a red carpet without Seventeen. Nắm tay luôn. Rồi. Hôm nay về nhà khỏi rửa tay rồi các. Yeah. Dạ, chắc em cũng lách nắm tay tí xíu à. Các fan Việt Nam này chúng ta là sướng nhất. Wow, các bạn Seventeen rất là tuyệt vời. Seventeen is a Korea's boy group and they have attracted much public attention with their skills to write lyrics, compose songs, and make performances by themselves, showcasing a brand new K-pop idol. They started as a charming and handsome young boy group. Now, Seventeen is near perfect idol with a wide range of artistic skills and experience. 네, 지금 포즈를 잡고 계시죠? Vâng, hiện nay đang tạo dáng cho các bạn fan chụp hình. Và bây giờ xin mời lên phỏng vấn ạ. Joshua, can I ask one more question? Yes. So, Seventeen is known as a self-producing group. So, can you share with us your performance tonight at Mnet Asian Music Awards Festival? Well, if you guys watch the show today, you guys will see a very, very special stage that you can't see on any other stage. So, yeah, look forward to it, please. So you keep it as a secret, right? We're gonna keep it as a secret. You're gonna see on the stage today. All right, như vậy là chúng ta sẽ phải đón xem phần trình diễn rất đặc biệt.